Xin chào khán giả của Molly Cine, Xuân Phúc. Chào anh, xin chào mọi người. Mình xin giới thiệu, mình là Xuân Phúc. Mình thể hiện vai Toàn Thắng trong bộ phim Đi về phía lửa của đạo diễn Trần Thanh Huy. Và chào anh là trong vai bác sĩ Hồng Ngọc. Dạ, em được biết là Đi về phía lửa là một bộ phim được remake từ series của Đài Loan là Nước mắt hỏa thần á. Thì không biết là khi mà mình nghiên cứu kịch bản thì anh chị đã có dịp xem qua bộ phim này chưa và cảm nhận như thế nào về vai diễn của mình ở một cái phiên bản khác? Thật ra thì với Phúc và Trâm Anh thì cả hai anh em cũng có biết đến thông tin về cái bộ phim của bản gốc, đó là bộ phim Nước mắt hỏa thần. Nhưng mà tụi mình thì thường thì mình chỉ đọc thông tin thôi, Đúng mình có xem qua những hình ảnh hoặc là có xem qua một vài cái trích đoạn ngắn của bộ phim, nhưng bọn mình cũng không muốn là mình sẽ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái bản gốc. Và đương nhiên là khi mà mình tiếp cận được với cái bản gốc thì mình cũng thấy được là đây là một cái sản phẩm rất là chất lượng. Và mình cũng mong muốn rằng là không chỉ riêng bản thân Phúc mà cả Trâm Anh hay là tất cả diễn viên trong bộ phim đều muốn là mang đến một cái hơi thở mới, mang đến một cái màu sắc mới, một cái bản sắc của Việt Nam, một cái bản sắc của người lính cứu hỏa Việt Nam. Thì qua cái bản gốc thì mọi người sẽ thấy ở bản Việt Nam sẽ có một cái gia vị riêng, một cái màu sắc riêng. Với lại là tại vì thật sự là khi mà mình xem quá nhiều mình sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng á, cho nên là thường là mấy anh em cũng biết là à đây là cái bộ phim mới được remake ha, xong rồi mình sẽ xem một vài cái đoạn ngắn ngắn cái khích thôi để mà mình biết được là à cái tinh thần nó như thế nào, Đúng rồi rồi. bên kia là diễn viên của họ mặt mũi ra sao. Nói chung là chỉ cần biết như vậy thôi, còn lại thì mình sẽ sử dụng những cái phân tích của mình rồi tính cách của mình hoặc là tính cách của một vài người khác để mình đưa vào cái nhân vật của mình cho nó hay hơn. Với Đi về phía lửa lần này thì không biết là anh chị có cảm thấy hơi áp lực không? Tại vì dù gì một bộ phim remake á, thì dù ít dù nhiều mình cũng sẽ phải nhận những cái sự so sánh của khán giả. Phim này thì thật sự là không phải là gọi là áp lực mà là rất áp lực. Như mọi người đã biết thì cái chủ đề này nó rất là hot trong thời gian gần đây, mà cái hình tượng người lính cứu hỏa thì là một hình tượng rất là đẹp, và là để hóa thân vào được một cái người lính cứu hỏa thì đòi hỏi là diễn viên phải khổ luyện, phải tập luyện cùng với nhau. Ngoài cái việc là nghiên cứu kịch bản ra thì là diễn viên của Phúc, Trâm Anh và mọi người như là Vàng, Thu Anh hay là Lãnh Thanh thì mọi người đều phải trải qua một khoảng thời gian rèn luyện trong môi trường của lính cứu hỏa thực thụ, và đấy cũng là một cái kinh nghiệm rất là quý báu dành cho tất cả mọi người. Khi mà lên màn ảnh qua những cái thước phim thì mọi người có thể thấy được sự chân thực của cả diễn viên muốn mang đến cho quý vị khán giả. Nó là một cái có thể nói là một cái thử thách đối với tất cả mọi người, từ diễn viên đến tất cả người ekip đạo diễn. Thì đây là cái bộ phim với Phúc thì nó rất là khó, nhiều thử thách, nhiều khó khăn mà phải đổ mồ hôi sôi nước mắt theo đúng nghĩa đen của nó. Còn với Trâm Anh hả? Tại vì là áp lực ở đây là mọi người biết là cái chị diễn viên nữ ở trong cái phiên bản kia quá là đẹp rồi mọi người, quá là xuất sắc rồi. Cho nên đôi khi mình vô cái vai bác sĩ xong thì mình thì nói chung là nó không có ok lắm, nhưng mà thôi không sao cả. Tại vì mình nghĩ là mỗi người nó sẽ có một cái màu riêng, và quan trọng nhất là cái sự kết nối của tất cả các diễn viên ở trong phim với nhau. Thì tụi mình trong cái giai đoạn mà đi phim với nhau thì cái mối quan hệ đó thì nó rất là tốt, cho nên là tụi mình nghĩ là tụi mình cũng đã rất cố gắng để hoàn thành cái vai diễn này rồi. Còn áp lực hay không thì đợi bộ phim ra đi mọi người, thì mọi người sẽ có những cái cảm nhận riêng của mọi người thôi ha. Em nghĩ là không chỉ riêng về cái vấn đề remake không, mà với những cái bộ phim nó có đặc thù chuyên môn á thì mình sẽ rất là dễ bị tranh cãi nếu như mà có một cái chi tiết nào đó nó không đúng với thực tế. Thì anh chị có bị áp lực và sợ cái điều đó nó sẽ xảy ra với lại vai diễn của mình hay không? Nếu mà nói là không sợ thì cũng không phải, nhưng mà mọi mình cũng rất là muốn là từ những cái sợ đó nó cũng là một cái động lực dành cho Phúc và diễn viên trong bộ phim này, vì đó cũng sẽ làm cái thử thách để bản thân mình vượt qua khỏi vùng an toàn. Thì như mọi người biết thì ở trong những mảng phim hành động, đặc biệt là nó liên quan đến đặc thù nghề nghiệp như thế này, thì nó phải đòi hỏi người diễn viên phải trau dồi cái kỹ năng dành cho mình rất nhiều, đặc biệt là liên quan đến ngành nghề mà mình đang làm về bộ phim đó. Thì tất nhiên là cũng sẽ không thể nào tránh được, sẽ có những lúc mà khán giả họ sẽ đắn đo, họ sẽ suy nghĩ về những cái tình huống đó có thật hay không, có giống ở ngoài đời hay không.
và diễn viên đó, cái dàn diễn viên đó họ làm thực sự là đủ tốt hay so với cái bản bản gốc hay chưa, và họ sẽ có những cái sự so sánh của riêng họ. Đấy là cái điều mà tất cả bọn mình sẽ phải đối mặt, nhưng mà không sao cả, thì khi mà đối mặt với những điều đó thì nó cũng sẽ giúp cho bọn mình sẽ có những cái góc nhìn, sẽ có những cái tiến bộ riêng đối với bản thân. Và mình nghĩ thôi, có nghĩa là đôi khi á, những cái người mà làm trong đúng cái ngành nghề đó, ví dụ như là bác sĩ hay lính cứu hỏa, thì khi mà mọi người xem thì đôi lúc là mọi người sẽ cảm thấy là nó sẽ có những cái sai sót, nó sẽ có những cái chưa đúng, nhưng mà ở trên cái bộ phim thì nó sẽ có những cái lúc này, những lúc kia, nó không thể nào có đúng hoàn toàn được, tại vì nếu mà đúng hoàn toàn giống như vậy thì đôi khi nó rất là khó để lấy góc máy, nó rất là khó để thế này thế kia. Thì tụi mình đã được hướng dẫn, ví dụ như mấy anh lính cứu hỏa sẽ hướng dẫn cho anh Phúc hoặc là hướng dẫn cho những mọi người trong lính cứu hỏa để có thể làm những cái gì đó nó vừa cái khung hình nhất và nó vừa thực tế nhất. Thì bản thân mình ở trong bệnh viện cũng vậy nữa, nó khi mà lên hình thì mình thấy là mình sẽ hay để hai cái miếng ở đây, nhưng mà thật sự là khi mà họ nói là đúng chính xác là họ sẽ để cái miếng mà tích địa mà khi mà mình sử dụng cái máy á, thì lại để ở đây. Nói chung là mọi người nói là không, thật ra thì phim Hàn hay phim Việt Nam họ để ở đây chỉ là vì cho đẹp khung hình thôi, cho nên nó sẽ có những cái đúng, có những cái sai, nhưng mà ở đây là những cái tình huống mà nó có những cái nó sẽ hư cấu, có những cái nó sẽ không đúng, có những cái thì nó lại rất chính xác, cho nên là cũng mong là mọi người xem phim thì mọi người sẽ thấy những cái lỗi nhỏ đó, mọi người bỏ qua để có thể chấp nhận hoàn toàn những cái công sức của mọi người, công sức của đoàn phim bỏ ra. Dạ. Như chị Trâm Anh chia sẻ là trong phim này thì chị không phải là vào vai lính cứu hỏa mà là vào vai một bác sĩ, Đúng rồi. và ngay cả lính cứu hỏa hay bác sĩ em thấy cũng là những cái nghề nghiệp mà rất là khó cả trong phim lẫn ngoài đời luôn. Thì anh chị đã nghiên cứu như thế nào để có thể hóa thân vào cái nhân vật của mình trong phim? Anh Phúc nghiên cứu sao anh Phúc? Thì ngoài cái chuyện là khi có kịch bản như Phúc đã chia sẻ lúc đầu ấy, thì mọi người sẽ có khoảng gần 1 tháng ở trong đơn vị tại thành phố Đà Nẵng, để bọn mình được làm quen với các anh em chiến sĩ, rồi bọn mình sẽ được làm quen với những kỹ năng cơ bản của lính cứu hỏa, sẽ được làm quen với các thiết bị chuyên dùng này, những bộ đồ chuyên dụng của lính cứu hỏa, rồi mình sẽ được tham quan những cái vật dụng, những cái đồ dùng mà lính cứu hỏa họ hay sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Rồi mình sẽ được biết về cách sử dụng máy móc, xe và trang thiết bị phục vụ cho cái công việc mà mình cần phải làm. Rồi nữa không? Đó, thì nói Thì chung là mình đó. sẽ phải luyện tập với nó hàng ngày Đúng rồi. để mình có thể biết được cái quan trọng nhất là những cái cơ bản của một người lính cứu hỏa. Mình phải biết là từ cái tác phong này, rồi là cái sinh hoạt hàng ngày của một người lính cứu hỏa nó khác với đời thường như thế nào, rồi là cái sự chuẩn bị trước khi mà lâm trận, trước khi mà có những cái vụ tai nạn, vụ cháy hay là cứu nạn cứu hộ hay gì đó, thì mọi người sẽ phải có một cái tinh thần và chuẩn bị cho nó như thế nào để có một cái khoảng thời gian tốt nhất để có thể tới hiện trường nhanh nhất có thể. Với chị thì với Trâm Anh thì Trâm Anh may mắn hơn một tí xíu. Cái thời gian mà Trâm Anh vào bệnh viện đó thì là ngày hôm đó thật sự là đoàn rất là bận và không có nhiều thời gian, cho nên là cho mình một ngày để mình tới để mình làm việc và mình được hướng dẫn ở trên bệnh viện. Nhưng mà may mắn hơn một cái là vì mẹ của Trâm Anh là y sĩ và Trâm Anh cũng rất là hay tới bệnh viện, hồi nhỏ thì rất là được mẹ hay dẫn đi. Có hơi sợ bệnh viện một tí xíu thật sự, nhưng mà sau đó thì mình thấy là mẹ hay làm những cái thao tác giống như vậy á, và mẹ cũng có truyền đạt cho mình về những cái suy nghĩ, tại vì mẹ mình thì y sĩ thôi, cho nên là ví dụ như là đỡ hồi sinh hay cái này cái kia thôi, nhưng mà cái tâm lý chung của những cái người mà họ giúp đỡ và họ kiểu nói sao ta, thì cũng giống như một người lính vậy đó, thì họ cũng giống như là cứu nạn cứu hộ giúp đỡ cho mọi người, thì với những cái tâm thế giống như vậy thì mẹ cũng có nói cho mình nghe. Rồi đôi khi mẹ cũng tâm sự là khi mà mẹ đỡ một cái em bé ra thì trong lòng mẹ như thế nào, hoặc là lỡ như em bé có vấn đề gì thì ngày hôm đó là giống như là mọi thứ nó hoàn toàn sụp đổ, rất là nhiều thứ. Cho nên là từ đó trở đi thì mình cũng có những cái tâm lý của một cái người bác sĩ khi mà mình cứu giúp cho người khác. Đó. Vậy thì với nghề bác sĩ hay là lính cứu hỏa thì trước đây cái suy nghĩ của anh chị với lại sau khi mà mình thủ vai trong bộ phim này á, cái suy nghĩ của anh chị nó có khác nhau nhiều không ạ? Khác chứ anh hả? Khác nhiều Khác nhiều đó. chứ. Tại vì khi mà mình là một người bình thường, mình không phải ở trong ngành ấy, tới lúc mà mình bước chân vô, mình được biết, mình được học về cái ngành nghề đó, thì mình được mở mang kiến thức rất là nhiều, và mình biết được là họ sẽ phải trải qua những cái gì, họ sẽ phải rèn luyện như thế nào để có được một cái tinh thần thép
thật sự là một tinh thần thép, bởi vì khi mà đối mặt bản thân của Phúc hay là Trâm Anh thì mà quay những cái cảnh khó, đặc biệt là liên quan đến khói lửa đó, thì thật sự là khi mà mình đối mặt với nó, mặc dù chỉ là một cảnh giả thôi, nhưng mà mình biết được là thực sự nó Nguy hiểm. nguy hiểm, cái nỗi sợ của một con người bình thường nó bắt đầu đó, nó xuất hiện trong con người của mình. Mình biết được là cái nghề này nó thực sự nó quá nguy hiểm, và mình cảm thấy rất là trân trọng là những ai đã đang công tác và làm việc trong cái ngành cứu nạn cứu hộ chữa cháy như vậy, và mình hiểu được là cái áp lực của họ, họ phải đánh đổi nhiều thứ, họ phải hy sinh thời gian của gia đình để mà tập trung vào cái việc cứu nạn cứu hộ, cứu những người bị nạn. Mình thấy họ là đúng là những anh hùng trong thời bình, thực sự là cực kỳ trân trọng. Thật sự bác sĩ thì cũng vậy thôi, tại vì khi mà mình bắt đầu mình đảm nhận cái vai trò trong phim và nó có những cái tình huống á, thì là bản thân mình ví dụ như người nhà mình có vấn đề gì á, thì mình cũng sẽ lồng lộn lên, mình cũng sẽ phát điên lên. Thì ở trong cái bộ phim này nó lại mang cho mình một cái cảm giác rất là thật, khi mà lỡ như mình đang là một cái người bác sĩ và mình đang cứu chữa cho người đó, và nếu như cái người đó có vấn đề gì thì cái người thân của họ sẽ ra sao, mình sẽ phải đối mặt với người thân của họ như thế nào. Và trong cái thời điểm mà quay phim ấy, thì thật sự là mình lên đoàn chơi cũng rất là nhiều lần. Thì có một cái lần không có một cái lần thì mình nhìn thấy một cái cảnh của anh Phúc với cảnh cháy, thì thật sự là mình nói là trời ơi, đứng từ xa thôi thấy nóng quá chịu không nổi, mà xong rồi nó phừng phừng lên nữa, mình nói là chết rồi. Nếu như mà mình ở trong một cái trạng thái như vậy thì lúc đó mình là một cái người lính, thì bây giờ mình nên giữ một cái tâm thế của một người lính, hay mình là tâm thế của một cái người đang ở trong cái gia đình của mình? Tại vì nếu như mình lỡ mình có vấn đề gì thì gia đình của mình phải như thế nào? Tại vì anh Phúc là cái người rõ nhất, vì anh Phúc có vợ con. Nếu như trong trường hợp đó cái người đó có vợ con có gia đình thì họ sẽ phải làm sao? Rồi xong rồi nếu như mình là một cái người mà có cái người bị nạn ở trong đó, thì bây giờ anh Phúc là cái người cứu mà anh cứu không được thì mình quay mình chửi ảnh rồi sao? Rồi thì nó sẽ xảy ra vấn đề gì? Nó có nhiều cái nó rất là thực tế, và tự nhiên nó mang mình đặt mình ở trong cái đó. Cái mình nói là bây giờ sao ta, nếu như lỡ như nó xảy ra những cái vấn đề giống như vậy thì mọi người sẽ làm sao? Thì khi mà mọi người xem cái bộ phim này, mọi người sẽ thấy tất cả những cái cảm xúc đó nó được ùa về, nó được hiện về, và mỗi cái nhân vật ở trong đó họ đều có những cái cảm xúc riêng. Và cái điều mà mình thấy mình kiểu như là nó làm cho mình rất là xúc động đó, đó là những cái người lính cứu hỏa và những cái trận cháy gần đây nó mang lại cho mình cảm giác là trời, những cái người này họ sẵn sàng hy sinh vì một cái người lạ nào đó. Thì mọi người ơi, cái ngành nghề này thì cần cần được tôn vinh nhiều hơn. Thì đây sẽ là cái bộ phim nó mang lại những cái góc khuất hoàn toàn của những người lính cứu hỏa, nó cảm động lắm. Thì trong phim chắc là cũng sẽ có rất là nhiều những cảnh nguy hiểm là cháy nổ vân vân, thì em không biết là khi mà có cái phân cảnh nào mình sử dụng các cây đơn hay không, hay là diễn viên của mình tự hoàn toàn đóng những cái phân cảnh đó. Tất nhiên là sẽ có những cảnh mà thực sự nó khó, nó liên quan đến nhiều về Chuyên kỹ năng, thì vẫn cần phải có cascader, nhưng mà chắc là chỉ đến với đầu ngón tay thôi. môn. Còn lại là bộ phim này thì nguyên một đoàn diễn viên của mọi người thì mọi người đều hầu như là tự đóng hết, Diễn viên lì á, diễn viên rất là lì á, và mà khá diễn viên nói liều, khá là liều mạng. đúng, và diễn viên phim này thật sự mấy anh mà đóng phim vai lính cứu hỏa này nè, mọi người liều lắm, liều tới mức mà nhiều lúc mình nói là ủa mọi người cái này là bộ phim và mọi người cũng phải giữ cái thân thể của mình cho nó lành lặn để mọi người còn đi phim khác, hoặc ít nhất là có gia đình mọi người lo nữa, xong mọi người kiểu giống như bán mạng như Nói bán mạng thì gọi là nói cho vui vậy. Nên thôi, vui nhưng mà thôi, nhưng mà thật sự là thật cũng sự có là hy sinh rất nhiều. khi mà bắt đầu làm ấy, thì bản thân Phúc cũng chưa nghĩ đến là nó sẽ có nhiều cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng mà tất nhiên là sẽ có những cảnh mà mình biết được là mình khả năng mình chỉ tới đó thôi, mình không thể làm được, thì mình sẽ phải bàn với đạo diễn là phải nhờ cái sự trợ giúp của anh em cascader. Còn lại những cái cảnh khác mà trong khả năng thì Phúc vẫn muốn làm, bởi vì tự nhiên cái thật sự là mình muốn làm cái gì đó nó phải tới, và đặc biệt là những cái bộ phim nó đặc thù như thế này ấy, mình phải làm thật thật cho nó thật, cho nó tới tới nắp luôn đấy, khi mà khán giả xem thì họ mới có thể chạm được đến cái cảm xúc của khán giả, mà càng cảnh khó thì Phúc lại càng muốn chinh phục nó, và Phúc muốn làm nó tới, tại vì thực sự là mình rất yêu cái nghề này, và khi mà đã nhận vai rồi thì mình muốn làm nó phải hết sức hết mình. Đó, thì
công nhận là có những cái cảnh mà nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà thôi không nghĩ rằng không có gì phải phải đắn đo suy nghĩ nhiều cả. Mình đã ở đây, mình có mặt ở bộ phim này cùng với tất cả mọi người, tất cả anh em rồi, thì mình cứ chiến hết mình thôi. Vậy thì cái phân cảnh nào nó khó mà anh Phúc cảm thấy là mình đã chinh phục được cho bộ phim này? Cái cảnh khó nhất với Phúc thì có lẽ là một trong những cảnh khó nhất, bởi vì trong phim này cảnh nào cũng khó hết, nhưng mà với Phúc thì là cái cảnh mà Phúc ở tập 9 này. Cảnh hôm đó thì mọi người, tất cả mọi người trong đoàn cũng được chiêm ngưỡng cảnh đó, cảnh mà Phúc cứu vợ con của mình rồi xong một cái đoạn đường đèo mà xe của vợ con mình. Spoil phim rồi. Không được spoil phim nha. Không được spoil à? Không được spoil Ok, mình phim. mới chỉ dừng đến đấy. Rồi, tới đó Đại loại là thôi. mình cứu 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 vợ con, Người thì thân. Ừ. người thân trong gia đình, thì cái đấy rất khó, cháy thật, cháy rất lớn Đó cũng là cái cảnh mà đó. đầu tiên mà em nhìn thấy lửa đồ này kia và thấy sợ thiệt á. Đó, cảnh đó Nguy là mình hiểm. cũng cũng bị kiệt sức, mình cũng phải hít phải Phỏng. khói, bị phỏng hết năm đầu ngón tay, cả hai bàn tay phỏng hết, và cũng hít khói khá nhiều tới cái mức độ mà là mệt quá phải nằm ra mà nước mắt nước mũi chảy ra hết, thở không được. Thì sau cái phân cảnh đó là mình mất bao lâu để mình hồi phục trở lại và trở lại set quay? Chắc là cũng phải mất tầm 10-15 phút gì đó mình mới để hồi phục lại cái sức của mình và tiếp tục. Tất nhiên là vẫn mệt thôi, nhưng mà mình vẫn cố gắng, tại vì thời gian cũng không cho phép. Từ ngày hôm đó lịch quay cũng rất là căng và bị áp lực về thời tiết nữa, cho nên là phải cố gắng hết sức để cùng với đoàn phim hoàn thành thật tốt cái cảnh quay đó. Vậy thì cái tổng thời lượng mà mình ở trên set mình quay á của hai anh chị luôn là cỡ khoảng bao lâu Thấy kéo hết bộ phim luôn chứ cũng không biết bao lâu luôn á em. Dạ không, ý là mình quay trong bao nhiêu ngày á? Tổng bộ phim là mình quay khoảng gần 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi đó là thường là trong tất cả những tập phim là tập nào mình cũng sẽ phải đối diện với lại những cái phân cảnh nó như vậy hay sao? Không, tất nhiên là sẽ có những ngày này ngày kia, nhưng mà 2/3 phim, tổng thời gian mà mình quay thì luôn luôn là những cái cảnh rất là khó và rất là vất vả. Còn lại 1/3 của phim thì bọn mình được xả hơi bằng những cái, thật ra cũng chẳng sự được xả hơi đâu, bởi vì cũng toàn phải diễn cái khúc tâm lý Có mà mấy khúc đấu tối mấy anh em đấu mình đi tranh. lòng vòng với nhau ăn uống là cũng xả hơi rồi đó, Ừ, nhưng mà sáng hôm sau đi quay tiếp mình nói chung là đó. nó rất là ít. Còn lại là nếu mà không gặp Căng. phải cảnh nguy hiểm thì sẽ phải áp lực về tâm lý nhân vật đó. Thì theo như em được biết là thật ra trong phim này thì lính cứu hỏa cũng chỉ là một cái ngành nghề và nó là cái background của nhân vật thôi. Ngoài ra thì mình cũng phải có những cái phân cảnh đấu tranh tâm lý và những cái góc khuất, tức là mình cũng phải diễn những cái vai, những cái cảnh nó nặng tâm lý rất là nhiều Đúng á, rồi. thì nó có khó khăn cho anh chị hơn trong cái việc chuyển tải cảm xúc của nhân vật hay không? Và cũng là nó vừa là khó khăn nhưng mà nó cũng vừa là một cái thuận lợi, bởi vì khi mà mình thể hiện một cái vai người lính cứu hỏa hay là một bác sĩ gì đó thì đương nhiên là trong tất cả những ngành nghề thì nó đều có đan xen cái cuộc sống của mình, sống gia đình của mình, anh em bạn bè người thân trong gia đình, nó sẽ luôn luôn là một cái vòng xoay liên quan đến nhau, và nó sẽ là những cái chất xúc tác để làm cho cái nhân vật của mình nó có nhiều góc nhìn, nó có thêm cái màu sắc, và đặc biệt là không chỉ những người làm trong nghề mà những người bình thường, những người dân bình thường, họ khi mà họ nhìn vào những cái người lính cứu hỏa, nhìn vào cái cuộc sống của họ bên cạnh đó thì họ sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Những cái người lính cứu hỏa mà họ phải hy sinh thời gian bên cạnh gia đình của mình để tập trung cho công việc, đấy là một thiệt thòi rất là lớn. Và cái bộ phim này ra mắt thì không nghĩ rằng là nó sẽ mang lại nhiều những cái giá trị rất là tốt dành cho mọi người, dành cho xã hội, và cũng là một cái góc nhìn để mọi người biết được rằng cái nỗi khổ, cái sự vất vả của những người lính cứu hỏa và cái khó khăn thử thách mà họ phải đối mặt hàng ngày hàng giờ, và đôi khi là họ phải đối mặt với tử thần. Họ sẽ không biết được là cái cuộc sống của mình lúc nào là bình yên, lúc nào là có thể cái điều xấu nó sẽ ập tới mà mình không thể biết trước được. Mình nghĩ là đối với tất cả những nhân vật đó thì nó sẽ có những cái câu chuyện xung quanh,
Và ví dụ như nếu như mà may mắn thì một trong những cái nhân vật ở trong phim này khi mà ở ngoài đời họ có một cái cuộc đời, ví dụ như anh Phúc có một cái cuộc đời là đã có vợ con như vậy rồi đó, thì là ảnh sẽ có một cái tình cảm của người cha, có tình cảm của người chồng, rồi ví dụ như là cái tình đồng đội, tình đồng chí, thì cho anh nghĩ là trong cái sự nghiệp của mình thì nó cũng có, thì những cái lúc đó thì mình cảm giác là à có thể là nó sẽ dễ với mình bởi vì mình đã gặp rồi, nhưng mà có những tình huống nó khó hơn, ví dụ như tình huống là sống chết với nhau, anh em sống chết với nhau, tại vì có thể là đồng nghiệp mình yêu thương nhau là một cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu như mà để sống chết vì nhau thì chắc chưa, chắc là mình đã làm được chưa, vậy thì trong cái lúc đó cảm xúc nó phải ra sao đó. Rồi ví dụ như là mình nghĩ là bây giờ người thân của mình đang ở trong cái đó, đang ở trong một cái nơi nào đó nguy hiểm, bản thân mình là bác sĩ mình có cứu chữa được hay không, mình chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó, vậy thì những lúc như vậy mình phải làm sao, rồi cảm xúc của mình sẽ ra sao, lúc đó nó mới khó là vì mình chẳng biết là mình phải làm gì với nó cả, mình không biết là mình sẽ phản ứng với nó như thế nào. Thì hy vọng là khi mà mọi người xem phim thì mọi người sẽ, cái điều mà Trâm Anh hy vọng nhiều nhất đó chính là sự đồng cảm cho nhân vật, đồng cảm cho cái nghề nghiệp của họ, thì đó là những cái thứ mà cái bộ phim này muốn mang đến, muốn truyền tải đến cho mọi người. Vậy thì câu cuối cùng em nhờ anh chị nói cái những cái điều mình động lại sau bộ phim mà theo một cách ngắn gọn để em làm tổng hợp lại của dàn diễn viên. Trâm Anh nghĩ là cái điều mà sau cái bộ phim này mà Trâm Anh cảm nhận được đó chính là cái sự nguy hiểm của cái ngành nghề của cái người lính cứu hỏa. Cái thứ hai nữa là mình sẽ đồng cảm được nhiều hơn đối với họ, và mình hãy luôn đặt mình vào người khác để mình biết được là khi mà ở vị trí đó là bản thân mình đã phải đấu tranh rất nhiều, đấu tranh như thế nào, thì chỉ cần mình chậm lại một tí xíu để mình có thể lắng nghe, để mình có thể nhìn nhận sự việc. Và sau này nếu như nó có xảy ra những cái tình huống giống như vậy thì bản thân mình đã biết là họ đã cố gắng đến nhường nào để mang lại cái sự sống cho tất cả mọi người. Anh Phúc thì với bộ phim này, với vai diễn này, cho Phúc rất là nhiều kinh nghiệm, cho Phúc rất là nhiều cảm xúc. Và với Phúc thì đây là một cái bộ phim mà sẽ mang đến cho quý khán giả một cái góc nhìn rất riêng, một góc nhìn đặc biệt về người lính cứu hỏa. Và qua đó thì mọi người sẽ có thể thấu hiểu hiểu nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn cho cái công việc này, và cũng sẽ đặc biệt là trân trọng người thân trong gia đình của mình, và hãy luôn cẩn trọng trong tất cả mọi tình huống, tất cả ngay cả cuộc sống hàng ngày của mình thôi, bởi vì sẽ không biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng ta, và tới lúc đó chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những cái kỹ năng, những cái mà chúng ta cần thiết để có thể phòng bị cho bản thân, cho người thân, gia đình mình, đặc biệt là về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy.